cái 14 cái ở chợ người ta bán rất là nhiều. Mà nó bóp cái nó cái hàng này cô bóp có thoải mái luôn này, nhổ chẳng ra luôn. Hàng mắt thấy tay sờ đấy, không phải hàng mập mờ đóng gói đâu. Hàng mắt thấy tay sờ đấy, không phải hàng mập mờ đóng gói đâu. Được qua đằng kia rồi. Đến trong mưa rồi. Hàng mắt thấy tay sờ đấy, không phải hàng mập mờ đóng gói đâu. Đóng gói đâu. Hàng Việt Nam đấy, hàng Việt Nam đấy, không phải hàng vừa đâu, dạng dạng vừa đâu. Hàng không phải hàng vừa vừa đâu, vừa vừa đâu. Lại cảm thấy thích thích khi bạn trả anh bán cho em. Không biết phải bán giá bao nhiêu, mua 10.000 một cái nhé em. Lục lại, kéo lên không thấy thì anh lại kéo xuống. Nhưng mà tóm lại là gì, anh tìm bạn trả cho em trong lúng cuống. Để rồi thật cho em một cái, em lại chê lông lá nó nô dung. Anh nói là cái này anh được cảm xúc nhưng em cũng chẳng thèm vui. Đông đến những cơn mưa phùn nó làm lạnh đôi bờ vai gầy. Nhưng mà nhìn qua rồi bàn chải, em lại đang mua hàng của ai đấy. Anh sẽ khẳng định vị trí của mình không phải bằng cách hát cover. Mà anh sẽ tự hát lên những bản nhạc trong mộng như trong mơ. Chiếc bàn chải này anh bán cho em chắc là đã đến lúc phải cất đi. Bởi vì anh biết những giờ thức qua, anh là thằng bán đắt trong suy nghĩ của em. What the fuck? Anh đang đi hết cả người ra đây này. Từ sáng đến giờ anh không bán lỗi một cái. Một phút nông nổi của em đã khiến anh trở thành một con người khác. Hàng mắt thấy tay sờ đây, không phải hàng mập mờ đóng gói đâu. Đóng gói đâu. Hàng mắt thấy tay sờ đây, không phải hàng mập mờ đóng gói đâu. Đóng gói đâu. Đóng gói đâu. Bạn trời đi này, em mua một cái con. Anh đang rất cần, bán hết cho mọi người. Bạn trời đi này, bán hết cho mọi người. Hàng mắt thấy tay sờ đấy, không phải hàng mộc vừa đóng gói đâu. Đóng gói đâu. Hàng Việt Nam đấy, hàng Việt Nam đấy, không phải hàng vừa đâu, dạng dạng vừa đâu. Hàng không phải hàng vừa vừa đâu, vừa vừa đâu. Anh nói cho em biết nghe, bạn chạy để anh đánh ra sao, bạn chạy để anh đánh thế nào. Thế gian thực chẳng là trên em, nhưng mình em còn đang thắng thua. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hàng mắt thấy tay sờ đấy, không phải hàng mộc mờ đóng gói đâu, đóng gói đâu. Hàng Việt Nam đấy, hàng Việt Nam đấy, không phải hàng vừa đâu, dạng dạng vừa đâu. Hàng không phải hàng vừa vừa đâu, vừa vừa đâu.